Thanh Nhẫn rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Trước tiên, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian dài vừa qua. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Dịch diễn biến nhanh, Bộ Y tế áp dụng nhiều biện pháp ứng phó. Cà Mau đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp từ thuốc đến nhân lực. F0 Hà Nội tăng vọt, cần quan tâm nhất ca chuyển nặng, giảm tỷ lệ tử vong. Đồng Tháp thông tin 2 lô vaccine tăng hạn sử dụng trước khi tiêm cho dân. Và sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Tin COVID sáng 18 tháng 12 ghi nhận 15.215 ca mắc mới, có 9.836 ca trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin dịch COVID mới nhất của Bộ Y tế trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục 15.236 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 15.215 ca ghi nhận trong nước tại 59 tỉnh, thành phố, có 9.836 ca trong cộng đồng. Cụ thể, tại Bến Tre 1.246 ca, Cà Mau 1.071 ca, thành phố Hồ Chí Minh 1.040 ca, Tây Ninh 940 ca, Bình Phước 817 ca, Đồng Tháp 804 ca, Cần Thơ 715 ca, Vĩnh Long 598 ca, Khánh Hòa 597 ca, Bạc Liêu 569 ca, Hà Nội 535 ca, Sóc Trăng 520 ca, Trà Vinh 484 ca, Bình Định 385 ca, Đồng Nai 338 ca, Tiền Giang 332 ca, An Giang 313 ca, Hậu Giang 284 ca, Kiên Giang 272 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 258 ca, Lâm Đồng, Bắc Ninh mỗi địa phương 255 ca, Bình Dương 209 ca, Đà Nẵng 194 ca, Thanh Hóa 184 ca, Phú Yên 158 ca, Bình Thuận 141 ca, Thừa Thiên Huế 139 ca, Gia Lai 109 ca, Lạng Sơn 99 ca, Quảng Nam 97 ca, Nghệ An 88 ca, Đắk Lắk 83 ca, Quảng Ninh, Nam Định mỗi địa phương 82 ca, Quảng Ngãi 75 ca, Hải Dương 74 ca, Long An 71 ca, Quảng Trị 69 ca, Đắk Nông 63 ca, Hưng Yên 60 ca, Thái Bình 59 ca, Ninh Thuận 54 ca, Vĩnh Phúc 50 ca, Thái Nguyên 48 ca, Hà Giang 45 ca, Sơn La 41 ca, Ninh Bình 27 ca, Bắc Giang, Hà Nam mỗi địa phương 25 ca, Hải Phòng 24 ca, Quảng Bình 23 ca, Hòa Bình 22 ca, Yên Bái 21 ca, Phú Thọ 17 ca, Tuyên Quang 10 ca, Hà Tĩnh 8 ca, Cao Bằng 6 ca, Lào Cai 5 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bến Tre tăng 486 ca, Sóc Trăng tăng 186 ca, Hà Nội tăng 112 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.326 ca một ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.508.473 ca nhiễm, đứng thứ 32 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 15.297 ca nhiễm. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 492.650 ca, Bình Dương 288.763 ca, Đồng Nai 94.192 ca, Tây Ninh 62.132 ca, Long An 39.537 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày có 31.057 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.095.518 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.912 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12 ghi nhận 246 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 60 ca, Bình Dương 22 ca, Đồng Nai 21 ca, An Giang 18 ca, Cần Thơ 15 ca, Bến Tre, Tiền Giang mỗi địa phương 12 ca, Tây Ninh, Đồng Tháp, Kiên Giang mỗi địa phương 11 ca, Vĩnh Long 9 ca, Sóc Trăng, Long An mỗi địa phương 8 ca, Bình Thuận, Cà Mau mỗi địa phương 6 ca, Hà Nội, Bạc Liêu mỗi địa phương 4 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 3 ca, Nghệ An, Đắk Lắk, Trà Vinh, Bình Phước, Hậu Giang mỗi địa phương 1 ca.
trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 243 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.103 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 32 trên 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132 trên 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9 trên 49, xếp thứ 4 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 16 tháng 12, có 1.118.514 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 136.861.720 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 75.561.338 liều, tiêm mũi 2 là 60.171.020 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala là 1.129.362 liều. Dịch diễn biến nhanh, Bộ Y tế áp dụng nhiều biện pháp ứng phó. Thưa quý vị, hôm qua, Bộ Y tế cho biết đang áp dụng nhiều biện pháp ứng phó COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc trong cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng tăng nhanh ở nhiều địa phương, nguồn cung oxy y tế đang thiếu hụt. Bộ Y tế cho biết, trong đợt dịch COVID-19 thứ tư tính đến ngày 16 tháng 12, cả nước ghi nhận hơn 1,4 triệu ca mắc, gần 29.000 ca tử vong. Hỗ trợ thuốc, nhân lực, thiết bị y tế. Trước diễn biến ca bệnh tăng nhanh ở các địa phương, Bộ Y tế đã điều động 16 bệnh viện trung ương hỗ trợ 11 tỉnh, thành phố về công tác điều trị, bao gồm cử bác sĩ, điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn và cán bộ quản lý có kinh nghiệm chống dịch để tiếp tục hỗ trợ các tỉnh phía Nam có số ca nặng và tử vong cao. Các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Tây Ninh, An Giang đều đề xuất Bộ Y tế tiếp tục cấp phát bổ sung thuốc kháng virus Monopiravir, thuốc điều trị Remdesivir. Một số tỉnh đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ máy thở HFNC, duy trì và hỗ trợ thêm về nhân lực y tế hồi sức cấp cứu. Đối với đề xuất của các địa phương về thuốc điều trị, máy thở, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh trao đổi, phối hợp với các vụ, cục liên quan để điều phối cấp phát ngay cho các địa phương. Riêng thuốc Monopiravir, các địa phương gửi báo cáo đề xuất nhu cầu về Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế. Các địa phương khi nhận được thuốc phải sử dụng hiệu quả, hợp lý và có phương án cụ thể để sẵn sàng chuyển đến cho F0 điều trị tại nhà và cộng đồng. Bộ Y tế cho hay, mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là 40% dân số các quốc gia được tiêm đủ liều vaccine COVID-19 đến cuối năm 2021. Hơn 60% dân số Việt Nam đã được tiêm đủ liều vaccine, vượt mục tiêu của WHO. Ông Sơn cho hay, số lượng ca mắc COVID-19 tại các địa phương phía Nam tiếp tục tăng, do đó việc theo dõi, quản lý F0 tại nhà phải có trọng tâm, trọng điểm. Thực tế cho thấy, phần lớn các tử vong tại các tỉnh thành phía Nam là người trên 50 tuổi có bệnh nền và đa số chưa tiêm vaccine. Vì thế, cùng với tiếp tục duy trì, nâng cao năng lực của các trung tâm hồi sức điều trị người bệnh COVID-19, các tỉnh, thành phố phía Nam còn cần phải tăng cường quản lý người trên 50 tuổi có bệnh nền để giám sát chủ động, ra soát tiêm vaccine, có thể tiêm tại nhà với trường hợp không thể đến điểm tiêm, ông nói. Đánh giá nguyên nhân tử vong, trước thực trạng lực lượng chuyên môn y tế đang thiếu trong khi số F0 gia tăng, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các địa phương tham mưu đề xuất với lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, thành phố chỉ sử dụng lực lượng y tế cho chuyên môn y tế, lực lượng khác như đoàn thanh niên hỗ trợ làm việc hành chính. Có như thế mới tạo nên sự phân bố nhân lực hợp lý. Đồng thời các tỉnh thành cũng cần có chế độ đãi ngộ phù hợp với lực lượng tham gia phòng chống dịch, ông Sơn nói. Ông đồng thời lưu ý, tại tầng điều trị 3 phải giám sát các trường hợp tử vong, đánh giá nguyên nhân để có khuyến cáo phù hợp với các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong điều trị, chủ động thực hiện mô hình bệnh viện chị em, giữa bệnh viện tầng 3 với các tầng dưới phối hợp nhịp nhàng, đặc biệt trong hội chẩn, chuyển tuyến bệnh nhân COVID-19 nặng phù hợp, kịp thời. Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch như thường xuyên rà soát cập nhật các cấp độ dịch bám sát thực tế tình hình dịch trong trường hợp cần thiết, tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết số 128 của Chính phủ và quyết định số 4800, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tăng cường các biện pháp giám sát, truy vết, phát hiện nhanh các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, cách ly F1 tại nhà, nơi lưu trú, truyền thông nâng cao ý thức người dân thực hiện triệt để 5K. Đặc biệt, truyền thông thống nhất nhận thức thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh phải dựa trên nguyên tắc 5K cộng vaccine, thuốc cộng biện pháp điều trị phù hợp, cộng công nghệ, cộng đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác.
các sở y tế tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý F0 tại cộng đồng. Thiếu hụt nguồn cung oxy. Bộ Y tế nhận định hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc nói chung và tại một số tỉnh, thành phố, đặc biệt là khu vực miền Tây đang có chiều hướng bùng phát, gia tăng mạnh. Theo phản ánh của một số sở y tế, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Kiên Giang và một số nhà cung ứng oxy lớn trong khu vực đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung oxy y tế từ các nhà sản xuất. Lý do là vì đã tập trung trở lại cung ứng cho các ngành công nghiệp, ngành sản xuất. Vì thế, Bộ Y tế đặc biệt đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng và phân phối oxy y tế tại Việt Nam cam kết tập trung ưu tiên nguồn sản xuất, cung ứng oxy để phục vụ công tác phòng chống dịch, cứu chữa người bệnh COVID-19 trong tình hình dịch bệnh gia tăng hiện nay. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức phối hợp, rà soát thực hiện, không để chậm trễ trong sản xuất, cung ứng, phân phối oxy y tế. Cà Mau đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp từ thuốc đến nhân lực. Thưa quý vị, do số ca mắc tăng cao, ngoài đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ nguồn nhân lực, tỉnh Cà Mau còn mong nhận được thuốc điều trị và vaccine cho tuyến đầu phòng chống dịch. Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng tăng cao mỗi ngày. Hai ngày gần đây, tỉnh Cà Mau đều ghi nhận trên 1.000 ca F0 trên ngày. Tính đến ngày 15 tháng 12, tỉnh Cà Mau ghi nhận 19.301 ca, đang điều trị 9.727 ca, trong đó điều trị tại nhà 6.682 ca. Bên cạnh đó, số trường hợp bệnh nặng cũng tăng cao, gây quá tải cho cơ sở điều trị tầng 2, tầng 3 và chăm sóc điều trị tại nhà. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Y tế bổ sung khẩn cấp thuốc kháng virus Monopiravir 50.000 liệu trình điều trị, Favipiravir 20.000 liệu trình điều trị, đồng thời hỗ trợ khẩn cấp nguồn nhân lực phòng chống COVID-19 chi viện cho Cà Mau. Trong đó, hỗ trợ điều trị trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tầng 2 và 3, cần một đội 10 người, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn có kinh nghiệm trong điều trị bệnh trung bình, nặng và nguy kịch. Hỗ trợ cho các cơ sở y tế thu dung điều trị F0 tầng 2 và 3, thời gian 3 tuần, từ ngày 20 tháng 12 đến 15 tháng 1 năm 2022. Hỗ trợ điều trị trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tầng 1 tại nhà và tại khu cách ly tập trung, cần 5 đội, mỗi đội 8 người, bao gồm 2 bác sĩ, 6 điều dưỡng có kinh nghiệm quản lý, điều trị, chăm sóc F0 tại nhà, thời gian 1 tháng. Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau đề nghị cho phép khẳng định trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên. Vì hiện nay, nhiều trường hợp xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính, chỉ định xét nghiệm lại bằng phương pháp RT-PCR, hầu hết đều dương tính. Tỉnh Cà Mau còn đề nghị Bộ Y tế bổ sung khẩn cấp 65.000 liều vaccine Pfizer trong tháng 12 để tiêm bổ sung hoặc liều nhắc lại cho đối tượng tuyến đầu chống dịch và những người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng. F0 Hà Nội tăng vọt, cần quan tâm nhất ca chuyển nặng, giảm tỷ lệ tử vong. Thưa quý vị, theo chuyên gia, thành phố cần tập trung vào công tác điều trị, sẵn sàng cho kịch bản dịch còn gia tăng hơn nữa. Tổ chức điều trị F0 tầng 1 không tốt, tầng 2 dễ rối loạn. Từ khi áp dụng chiến lược thích ứng COVID-19, F0 tại Hà Nội tăng nhanh. Đáng chú ý, tại một số địa bàn, dịch diễn biến phức tạp đã ghi nhận tình trạng lực lượng y tế quá tải, ảnh hưởng đến việc cách ly và điều trị bệnh nhân kịp thời. Như báo chí đưa tin, một gia đình tại chung cư HH3A Linh Đàm, Hà Nội được test nhanh dương tính, nhưng qua 5 ngày vẫn chưa được đưa đi điều trị. Trao đổi với báo chí, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội nêu quan điểm, thành phố cần tập trung vào công tác điều trị, sẵn sàng cho kịch bản dịch còn gia tăng hơn nữa. Chúng ta không nên quá lo lắng về số ca mắc. Quan tâm chính lúc này là tập trung vào việc làm sao phát hiện người chuyển nặng và điều trị để giảm tỷ lệ tử vong, Phó giáo sư Hùng nói. Đáng chú ý, theo chuyên gia này, thành phố cần có phương án tổ chức điều trị hợp lý cho các bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Đây là nhóm chiếm đến 70-80% tổng số bệnh nhân. Do đó, nếu phương án tổ chức tầng 1 không tốt, sẽ dẫn tới các tầng 2, tầng 3 bị rối loạn, Phó giáo sư Hùng cho hay. Dồn nguồn lực y tế cho bệnh nhân nặng. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 15 tháng 12, thủ đô có 9.886 F0 đang điều trị, trong đó có 1.064 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại nhà. Phó giáo sư Hùng nhận định, việc chỉ có hơn 10% bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội được điều trị tại nhà là quá thấp. Hà Nội phải nhất quán và quyết liệt theo hướng cách ly và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà. Ngoài các trường hợp không đủ điều kiện về cơ sở vật chất để cách ly điều trị tại nhà, chỉ bệnh nhân có dấu hiệu chuyển nặng mới nên đưa tới trạm y tế lưu động để được sơ cấp cứu ban đầu và làm thủ tục chuyển lên tuyến trên, Phó giáo sư Hùng cho hay. Cũng theo Phó giáo sư Hùng, từng tòa nhà, tổ dân phố nên chủ động có phương án xác định và lập danh sách người dân nào đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà trước, thay vì đến khi có ca nhiễm mới chờ cơ quan chức năng đến khảo sát.
Việc này vừa mất thời gian, thậm chí làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong thời gian chờ đợi được quyết định hình thức điều trị tại nhà hay tập trung. Theo chuyên gia này, kế hoạch hiện nay, mỗi trạm y tế lưu động, mỗi phường tiếp nhận khoảng 100 F0, chỉ có 5-7 nhân viên y tế phụ trách thì khó có thể đảm bảo chăm sóc, điều trị tốt. Phó giáo sư Hùng phân tích, tại các trạm y tế lưu động, lực lượng chức năng không chỉ cho bệnh nhân uống thuốc mà còn phải lo vấn đề ăn uống sinh hoạt cho bệnh nhân. Khối lượng công việc lớn sẽ khiến cho nhân viên y tế quá tải, người bệnh không được chăm sóc thật sự tốt, không có người thân ở bên động viên, hỗ trợ, dễ dẫn đến mệt mỏi, hoảng loạn và kết quả là bệnh nhẹ thành nặng. Do đó, theo ông, việc F0 điều trị tại nhà có thể tự theo dõi tình trạng bệnh và được quản lý, hỗ trợ từ xa bởi nhân viên y tế có chuyên môn và tổ COVID-19 cộng đồng sẽ giúp giảm tải rất lớn cho hệ thống y tế. Khi nhân viên y tế được giảm tải mới có thể dồn lực chăm sóc cho những bệnh nhân nặng, từ đó cải thiện hiệu quả điều trị, giảm tỷ lệ tử vong. Nhân viên y tế được giảm tải cũng đảm bảo cho một cuộc chiến lâu dài với COVID-19, không vỡ trận khi tình hình dịch nghiêm trọng hơn. Phó giáo sư Hùng nhấn mạnh. Bình Dương đề nghị hỗ trợ khẩn cấp thuốc Monopiravir. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin, số ca mắc COVID-19 mỗi ngày ở địa phương chỉ từ 350 đến 500 ca. Tuy nhiên, số F0 thu dung điều trị mỗi ngày rất cao, từ 2.000 đến hơn 3.600 ca. Ngoài ra, số ca mắc COVID-19 tử vong có xu hướng tăng mỗi ngày. Bình Dương hiện có 62.491 bệnh nhân đang điều trị, chủ yếu điều trị tại nhà. Theo ngành y tế Bình Dương, hiện nay thuốc Monopiravir chỉ còn đủ cho khoảng 3.000 đến 4.000 F0. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp thuốc Monopiravir cho 30.000 F0 tại nhà. Theo ông Nguyễn Hồng Trương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, bệnh nhân COVID-19 tử vong những ngày qua do biến chứng nặng của chủng Delta. Các trường hợp tử vong đa số lớn tuổi, có bệnh lý nền. Trong số F0 đang điều trị ở Bình Dương, gần 500 ca đang phải thở oxy. Ông Trương cho biết, trong số ca mắc và tử vong vì COVID-19 những ngày qua, có từ 5 đến 10% chưa tiêm vaccine. Đồng Tháp thông tin hai lô vaccine tăng hạn sử dụng trước khi tiêm cho dân. Thưa quý vị, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp vừa có thông tin chính thức về hai lô vaccine Pfizer được tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng đảm bảo chất lượng và an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, hiện nay, tại tỉnh Đồng Tháp có hai lô vaccine Pfizer là 123-002 và 126-001 được tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng, từ 30 tháng 11 năm 2021 lên 28 tháng 2 năm 2022, với tổng số hơn 110 liều đã được Bộ Y tế phân bổ. Theo dự kiến, hai lô vaccine này sẽ được tiêm mũi 2 cho học sinh, người lớn và tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng. Ông Đoàn Tấn Bửu cho biết, việc tăng hạn sử dụng của vaccine được dựa trên kết quả nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học. Vaccine có độ ổn định, đảm bảo chất lượng, hạn dùng đến 9 tháng kể từ ngày sản xuất. Các lô vaccine Pfizer có hạn sử dụng 6 tháng thì tự động tăng hạn dùng lên 9 tháng sau thời gian Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA và Cơ quan Quản lý Dược châu Âu phê duyệt. Ông Bửu thông tin thêm, việc tăng hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả các đối tượng, bao gồm trẻ từ 12 tuổi trở lên. Việc tăng hạn sử dụng vaccine cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu yêu cầu các đơn vị chuyên môn như Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, các trung tâm y tế huyện, thành phố, trong tỉnh khẩn trương tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số vaccine được phân bổ cho các đối tượng trên địa bàn. Bảo quản sử dụng vaccine hiệu quả, đúng đối tượng, bố trí tiêm an toàn, hiệu quả và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch. Được biết, tại Việt Nam, trên cơ sở kết luận của FDA và EMA, ngày 30 tháng 9, Hội đồng Tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc của Việt Nam đã chính thức thông qua kéo dài hạn sử dụng đối với vaccine của Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Tiếp đó, ngày 22 tháng 10, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có văn bản 12926 đồng ý về việc tăng hạn sử dụng của vaccine phòng COVID-19 Pfizer. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ngày 16 tháng 12, toàn tỉnh ghi nhận 795 ca, trong đó có đến 483 ca tiêm đủ 2 liều vaccine, 60 ca tiêm 1 mũi. Đến nay, Đồng Tháp có hơn 33.000 ca mắc COVID-19, hiện đang điều trị hơn 9.000 ca, trong đó có 123 ca nặng và 60 ca rất nặng. Trong ngày 16 tháng 12, có 10 trường hợp tử vong, nâng tổng số lên 394 ca. Tính đến nay, Đồng Tháp tiêm vaccine mũi 1 cho công dân từ 18 tuổi trở lên đạt hơn 99%, mũi 2 đạt hơn 84%, tiêm vaccine cho độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi đạt hơn 95%, mũi 2 đạt hơn 33%.